Good morning cả nhà. Hôm nay có cái hồ này không á, mà làm đâu mấy tháng trời chưa xong mới được tới đây nè. Nay bữa nay mình đi nó đỡ, nó không có sụt xuống này nè Quy. Đất như nó dẻ dẻ phải không? Dạ. Đứng nè. Bởi cho này đi sẽ sụt lên sụt xuống thôi. Bước chân xuống đây một cái là phát là dính đây luôn á. Nó cứng nè. Có cái pit này cũng lợi hại em, phải không? Có cái lỗ này cũng lợi hại, nhiều khi nó chứa nước nữa. Yeah. Thành cái mini lagoon. Mini lagoon. Mang nhé, nào làm luôn. Này, này giống như là gì? Con cái là biết mấy cái chỗ, mình nhớ cái chỗ hồi lần mà xưa mình cắt mấy cây sắt không? Mình không nè. Chắc tí nữa mình lấy cái súng mình bắn mình lấy này cái máy này ra luôn. Cái đất hả? Ừ. Không? Dạ. Bàn cho thẳng luôn. Chỗ này nó cứng cứng rồi nè. Bấm đi chỗ này, phụp. Em sụm. Yeah, bên này mình bàn cho nó thẳng này ra, cái mình luyện cỏ với xôi lên là cho nó mọc cỏ mới. Ở Việt Nam thì đi làm cỏ, còn ở đây thì đi trồng cỏ. Nó ngược đời với thế giới. Mới vừa qua bão, thằng cắt cỏ nó làm gà, nó cắt cỏ cho mình nè. Nó trống trống nè. Chắc một tí nữa mình cũng luyện một xe vô chỗ đó đó Quy. Cho một xe đi vô trong chỗ cái sắp thịt cái cho nó mấy sắp thịt cái queo cho nó sạch sẽ một tí cho nó vô đây xe đi cho nó sạch sẽ. Để nhìn cũng thấy nó dơ quá. Một tí nữa chơi giờ mình cho vô đây xe nè. Một tí nữa mình cho vô đó bằng xe luôn. Mang cái đôi giày ngầu không? Mình cũng có đầy super boot mang vô chứ. Đây đều có kiến. Khu này cỏ gì kiến. Kiến nhiều lắm. Không mang đôi, không mang đôi giày này vô là kiến nó cắn. Bỏ điện thoại trong xe đi. Đi vòng vòng thôi mới công nó rớt. Bà tôi sắn cỏ nha. Ê, cho mượn cái len xa bằng bằng này đi. Sắn cỏ dễ dễ. Cái này mình dự định sắn cỏ một lần vậy nè, thẳng lên sau cái đổ đá lên vòng vòng á, chỉ khi mình cắt cỏ nó không có đập vô tường mình, nó không làm dơ tường.
có cái đầu lót nè. Bỏ một dư nó cho còn ấy. Làm hết hồn chưa? Kinh như con trâu vậy. Anh đi gà. Cái này mày ơi. Tổng nhiêu bao ta? Gà. Ừ. Hả? Người ta ban ra đỡ rồi nè. Tức bé đều đấy. Chắc phải ăn buổi nữa. Ăn buổi là mình dismantle cái stair nè. Cái mình lấy cái đất chỗ đó, cái mình lấp mấy cái lỗ bên đó là mình quăng cỏ lên được rồi đó. Ừ. Chỗ này là tương đối được rồi. Thì chắc xuống cho xuống chỗ đó đi. Hai ba xe xuống đó rồi, cho xong. Kéo mình mệt mẹ. Man. Yeah, tại chỗ đó nó cao, chỗ này nó thấp. Còn không cho muốn nước chỗ đó xuống đây. Nó chạy tới đây cái đi về hướng kia. Mình nó chàng cho đi nữa nó vô nhà mình á. Cho nó chạy chỗ đó nó cao, nó chạy xuống nó đi được cái rỗng này đi xuống đó. Rỗng này nè. Cái này cho nó cao cho nó chặn nước lại. Nó đi xuống đó luôn. Đi về chỗ cái lỗ bên đó đó. Mặt le lưỡi luôn. Hên phía sơn mình nó có cái cây này cũng đỡ à. Không. Có cái cây này cũng đỡ á. Đứng chung nắng. Trời nắng à. Đẩy đi mệt mà nôi luôn. Yeah. Bữa nay nắng lên gần 8. Bữa nay 84 cái Billy hả? Today is 84, right? The weather? Yeah, sáng coi weather nó nói là bên đây lên tới 84. Trời nắng 84 độ. Tampa. Cái đó bọn Steven cũng mới order trên Amazon gắn vô buổi tối cái này mở lên, buổi sáng ban ngày cánh tắt. Cái đèn nó có 100 mấy à, buổi tối à. Buổi tối tối mở lên cái là sáng nguyên một góc trời luôn, tới bên kia luôn. Công nhận. Đáng đồng tiền bát gạo. Có 100 mấy chục đồng à. Mình tự gắn nha, người đó 100 mấy chục đồng, mày mướn người ta gắn cho khả thêm cả 100 đồng nữa tiền gắn. Chạy dây điện ra đó. Làm con tắt trong này chạy ra. Con Billy trốn chơi game. Ok, làm tí cho này để cho nó xong này kia. Nghỉ. Mệt quá. Chỗ cũ nó đổ, mình không đổ hết nó đổ. Tao mới đổ với dạng chủ. Tưởng chỗ cũ nó đổ chứ. Đổ mà hôi tốt mà hôi chơi. Chỗ cũ nó đổ đừng tí à. Nó đâu có đổ được nào đâu. Bờ hổm cái đó toàn là cỏ với cát. Mưa xuống nó lầy vậy chứ không.
đổ cho nó sạch sạch một tí, vừa nhổ cái cỏ đó cho mình miếng nào dư á, cho nó xuống cái mình đổ trong kẹt cái cho nó sạch sẽ lại tí. Giờ quá làm con tí mệt chết luôn, đỡ không? Giờ vô cũng mát đỡ, không có gió này nóng nữa thôi luôn rồi. Kêu cha ông chạy ống nước từ đây thẳng lần sau phải không? Cái chạy xéo qua bên đó. Kêu chạy cái giòi, chạy cái giòi hả? Chạy cái ống nước ra trước, rồi tới đó là mình mở cái giống như cái phao xịt á, cái mình gắn cái aroma được vô. Tới giờ cái nó mở lên, mới mua hai cái rồi. Bên đây cái bên kia cái có thể coi thử nó quớt cái đầu cái mua tiếp. Đây mua cái đó mà lần đầu mình chơi phải không? Không mua nhiều quá thì giờ nó không quớt gứt, nó không trả. Hỏi giờ đỡ giờ 2 tiếng đồng hồ, 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Crystal Lagoon là Crystal Lagoon Mini Lagoon. Chơi cái mini lagoon này mọi người có thấy this is a pond view. This is pond view. Yeah. Nhìn ra là một đồng cỏ. Giống như pond view ấy chứ. Mới sang bằng đường tí à. Chắc ngày mai mốt ra chơi khúc đó nữa cho nó bằng ra cái đầu cái liền hộp cỏ chai cỏ nó mọc lên. Thành cái hồ bơi mới liền phân xuống, liền hộp phân này nha, phân cỏ còn ban cái này ra lắp mấy cái lỗ đó cho nó bằng xuống. Vậy cái này cao, cái này cao. Nước nó tràn về hướng này, trên này nó tràn xuống đi về hướng đó, nó ra cái ống nó chạy xuống sông. Còn cái hồ này chắc để gì cho nó chứa nước đi. Cho nó tạm thời vậy đi. Từ từ đến tiếp. Nó ăn cũng mấy ngàn bạc rồi đó. Bây giờ tới giờ đi về. Mệt quá. Nhờ có Uncle Billy giúp với thôi không kìa. Hay nãy giờ mệt đừ chứ. Nội cũng vậy luôn rồi. Go home. Đợi nó chạy nó giờ. Oh shit. Nóng. Nóng mọi người. Tám mấy à. À đứng ngoài đứng đồ đứng ngoài nóng à. Công nhận nó muốn nhức nhức đầu luôn á Billy ha. Yeah. Cuối cùng cũng xong được cái lỗ đó hả? That's it. No more. Chỉ còn là ban ban cái kia ra dân tí nữa cái mình liền cỏ nữa là nó lên được không? Chắc không phải ba tầng á. Ba tầng nó mới lên. Thì sau này nếu mình có xây nhà nữa thì mình lắp sao? Giờ hiện tại chỗ để gì? Rồi cái chỗ đất mà nó lụng hụng lụng á, mình ban cho thẳng ra cái mình luyện cỏ nãy mình mua đó, mình luyện lên cho nó mọc cỏ lên. Là cái lỗ thành cái pan luôn à? Cái đó thành cái mini lagoon. Anh ta kêu crystal lagoon, mày kêu mất lagoon đi. Tại cái bảng no swimming. No swimming. Yeah mình để. Yeah chắc nào mua cái bảng để lên đúng không? À để bảng no swimming. No swimming.